Nhà đất Sài Gòn Nguyễn Hoàng xin chào cô chú anh chị mình nha. Hôm nay Nguyễn Hoàng sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị mình một ngôi nhà với cái mức giá là 990 triệu. Nhà này thì hiện tại đang thuộc số nhà là đường của đường chiến lược, một sẹt của đường chiến lược cô chú anh chị mình nha. Từ nhà mình thông ra tới đường Tân Hòa Đông tầm khoảng chừng là 100 m. Còn mình ra ngay chỗ ngã tư vòng xoay Bà Hôm hoặc là cấp mắt Bà Hôm thì 1,5 m. Thì từ cái vị trí đó mình lên các quận trung tâm rất là gần luôn cô chú anh chị nha. Và từ vị trí nhà mình đó thì xe hơi, xe tải đều ra vào thoải mái luôn. Nhà mình là đường rộng 6 m. Nhà mình thì hiện tại đang thuộc số nhà là một sẹt thôi, một sẹt của đường chiến lược thôi, thuộc phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Thì cô chú anh chị nào mình đang quan tâm cái bất động sản này hoặc là bạn bè người thân mình đang quan tâm đó thì mình liên hệ nhà đất Sài Gòn Nguyễn Hoàng ngay để mình qua mình gặp và mình thương lượng giá trực tiếp, mình chính chủ luôn cô chú anh chị nha. Đó. À, giờ cùng mời cô chú anh chị mình tham quan đường xá của ngôi nhà và vị trí bên trong ngôi nhà nha cô chú anh chị. Trước mặt mình là ngã tư Bà Hôm với lại tỉnh Lộ 10 nè cô chú anh chị mình ha. Mình rẽ trái là mình về An Dương Vương, còn mình rẽ phải là mình về Phan Anh nha. Còn hướng ngược lại nè, hướng ngược lại là mình về vòng xoay Phú Lâm nè. Hướng này à, mình về vòng xoay Phú Lâm nha. Đó, vòng xoay Phú Lâm chợ Bà Hôm ngay chỗ cái cấp mắt đó cô chú anh chị mình nha. Còn hướng ngược lại mình đi lên đây nè. Đó, mình đi thẳng lên là mình đụng cái đèn xanh đèn đỏ nè. Đó, đụng đèn xanh đèn đỏ này mình rẽ phải nha. Ở đây mình rẽ phải nè cô chú anh chị. Đó, mình rẽ phải lên thì mình sẽ đụng cái ngã tư Phan Anh và Tân Hòa Đông. Đó, ngã tư trên này là Phan Anh và Tân Hòa Đông rồi cô chú anh chị. Thì cái căn nhà mà Nguyễn Hoàng sắp giới thiệu cho cô chú anh chị mình là nằm ở đường Tân Hòa Đông. Tân Hòa Đông quẹo vào nhà cô chú anh chị ha. Đường thì rộng 6 m. Xe hơi, xe tải đều vào thoải mái luôn. Cái hướng đi thẳng lên ngay chỗ cái thế giới di động là mình rẽ trái nha cô chú anh chị ha. Ra tới đường Tân Hòa Đông này thì khoảng chừng là 50 m là tới đường Tân Hòa Đông. Còn mình ra tới ngã tư Bà Hôm, vòng xoay Bà Hôm hoặc là cấp mắt Bà Hôm thì tầm 1,5 cây cô chú chị mình nha, 1,5 cây. Đó, hướng này nè, ngay chỗ cái nhà thuốc Phật Maxi nè cô chú chị. Đó, ngay chợ luôn, gần trường học luôn nè, trường trung học phổ thông Trần Nhân Tông luôn. Đó, ngay chỗ trường học luôn nè, có trường mầm non Kim Đồng ở trên nữa kìa cô chú chị. Đó, hướng này mình đi lên nè. Tới hẻm 297 thì mình rẽ trái. Đó. Mình rẽ trái là mình vào vị trí ngôi nhà mình nha, ngay chỗ cái bách hoa xanh đó cô chú chị. Đó, đây nè, cái bách hoa xanh này nè là mình rẽ trái nè. Đó, bây giờ anh trong này nha, nhà mình thì ở bên trong này. Đó, tới đây mình rẽ phải nè, rẽ phải ở đây. Đó, vị trí ngôi nhà của mình là đang ở trước mặt đó cô chú chị. Đó, trước mặt này nè. Đó, ở đây.
lại nè cô chú anh chị mình nha. Đó, nhà mình là nhà này. Thì giờ cùng mời cô chú anh chị mình vào tham quan bên trong ngôi nhà này nha. Đó, thì đây là vị trí ngôi nhà của mình nè. Nhà mình đường cái là đường nè, đường trước nhà nè. Đường rộng 6 mét luôn. Hướng này mình đi thẳng ra nè là mình sẽ ra được ngay chỗ đường chiến lược nha. Nhà mình thì hiện tại đang thuộc số 10/23A đường chiến lược. Hướng này mình đi thẳng ra, mình ra mình gặp đường chiến lược nè. Mình rẽ phải thì mình về chợ Bình Trị Đông nha. Đó, còn mình rẽ trái thì mình về lại đường Tân Hòa Đông. Đó, vị trí của ngôi nhà của mình đây. Đó, đường này là đường thông nha, thông ra hẻm 297 nha cô chú anh chị mình nha. Hẻm mình là hẻm 295. Đó, còn ở đây là vị trí đường nè, đường chính mình đi vào nè. Đó, cũng là đường 6m. Đường 6m là mình ra tới đó mình rẽ trái là mình sẽ ra được đường Tân Hòa Đông. Đó, đường Tân Hòa Đông nha. Đó, rất là tuyệt vời. Ngôi nhà mình là ngôi nhà này nè. Đó, và hiện tại giờ chủ đang chia sẻ mức giá là 990 triệu nè. Nhà mình thì ngang 8m. Đó, ở bên dưới này thì dài 2,5 m. Đầu này dài 2,5 m thôi cô chú anh chị mình nha. Đó, vào bên trong kia thì tầm 1 m. Bên trong này thì sẽ có không gian bếp nè. Đó, kệ tủ bếp nè, có thờ ông táo nè, bồn rửa tay chén nè. Đó, bồn rửa tay lavabo có luôn nha. Đó, nước rất là mạnh, nước phun tên luôn. Nhà mình là điện nước nhà nước hết. Có bồn lavabo. Đó, nước cực kỳ mạnh luôn. Đó, gương soi, kệ. Đó, đầy đủ hết. Có toilet cho mình luôn cô chú anh chị nha. Đó, chủ đang chia sẻ mức giá là 990 triệu. Cô chú anh chị nào đang quan tâm á, thì mình liên hệ nhà đất Nguyễn Hoàng ngay nha. Đó, Nguyễn Hoàng sẽ hỗ trợ cho cô chú anh chị mình để xem nhà và thương lượng giá trực tiếp với chính chủ luôn. Đó, ở đây thì có nè, có đồng hồ nước luôn nè. Đó, điện thì điện nhà nước, đồng hồ thì đồng hồ nước nha, nước thủy cục nha cô chú anh chị nha. Đó, đầy đủ hết. Mức giá là 990 triệu. Nhà này là nhà mình ra phòng công chứng, mình thừa phát lại nha, giấy tay nha cô chú anh chị. Đó, giấy tay nè, đồng hồ điện nè, đồng hồ thì điện hướng ngoài. Nhà mình có cửa sổ luôn nè. Đó, có khoảng không gian cửa sổ đây. Đó, đây là gạch thì ốp tầm được 1 m nè, 1 m hơn nè. Tặng mình quạt luôn nha cô chú anh chị. Đó, nhà rất là đẹp luôn á. Ở trên đây thì có 2 phòng. Phía trên nè. Đó, phía trên có quạt luôn nè, quạt trần nè. Đó, cô chú anh chị nào mình đang quan tâm bất động sản này á, thì mình liên hệ nhà đất Sài Gòn Nguyễn Hoàng ngay để mình qua mình xem nhà và mình gặp trực tiếp, mình thương lượng giá trực tiếp chính chủ luôn. Đó, Nguyễn Hoàng xin cảm ơn cô chú chị mình đã xem video này nha. Và cô chú anh chị mình á, có bạn bè người thân mình đang cần tìm bất động sản giá dưới 1 tỷ này á, thì mình chia sẻ video này cho bạn bè người thân mình để bạn bè người thân mình biết nha. Đó, giá dưới 1 tỷ. Ở trên đây thì được cái nó rộng hơn nè. Được cái là đua cái ban công là được 1 m nha cô chú anh chị ha. Đó, đua ra được 1 m luôn. Có khung bảo vệ luôn nè. Đó, khung sắt bảo vệ đầy đủ hết. Có chỗ mình phơi đồ luôn. Đó, vào bên trong này nè. Có cửa sổ nè. Cửa sổ hai bên hông nè, đầy đủ hết. Đó, chủ đang chia sẻ mức giá là 990 triệu. Nhà mình là giấy tay, công chứng vi bằng. Đó, cô chú anh chị nào mình đang quan tâm thì mình liên hệ Nguyễn Hoàng ngay, hoặc là mình chia sẻ video này cho bạn bè người thân mình nha. Nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để mình xem được nhiều video sớm nhất nha cô chú anh chị mình nha.